Goosebumps, câu chuyện lúc nửa đêm là cái bộ phim dựa trên series truyện kinh dị dành cho trẻ nhỏ ở Mỹ. Do vậy nếu cái tuổi thơ của bạn mà không gắn liền với những bộ truyện này thì cái hay của bộ phim nó sẽ mất đi một phần. Nhưng mà không sao, nhìn chung đây là cái bộ phim nó giải trí tốt, kinh dị nhưng phù hợp với cả trẻ nhỏ. Tiết tấu của phim lúc đầu nó chậm rãi, nhưng mà khi xuất hiện quái vật thì tiết tấu bắt đầu nhanh, dồn dập, hành động có tốc độ cao và được duy trì đều đặn. Đưa quái vật đông đả đủ các thể loại. Phim một năm nhân vật chính thì đôi quê hương trai xinh cái đẹp này thằng mình làm mờ nhạt, và chuyện tình diễn biến nhanh chi là xén rộng, bù lại được ba nhân vật còn lại thì rất triệt tuyệt. Thằng cu này là tâm điểm của những chiếc tai hài. Jack Black hoàn thành vai diễn của mình mà còn lại lồng tiếng cho cả con rối đầy nguy hiểm, xứng đáng là một tên trùm phản diện của phim. Thực sự phim không có gì để phân tích bình luận gì nhiều. Ra mắt đúng vào cái dịp Halloween, một thời gian hợp lý. Phim cuốn hút từ đầu đến cuối nhưng không có gì động lại, hoàn toàn phù hợp với gia đình hoặc các đôi trẻ cũng sẽ có những tràng cười sảng khoái. Xin cảm ơn.